bộ phim Tây Du Ký. Nguyên tác Ngô Thừa Ân. Biên kịch Đới Anh Lộc, Châu Ước Thanh, Dương Khiết. Đạo diễn Dương Khiết. Với các diễn viên chính: Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Quách Văn Ảnh, Lý Tây Kinh, Dương Trung Tín, Dương Ngọc Thiện, Lâm Chí Khiêm cùng một số diễn viên khác. Đa tạ tráng sĩ đã cứu nạn, không nên khách khí. Chẳng hay trưởng lão từ đâu đến và đi về đâu? Tôi là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Trưởng lão là hòa thượng nhà Đường à? Tôi cũng là người nhà Đường đây. Tôi tên là Lưu Bá Khâm, là thợ săn ở vùng núi này. Vừa rồi không được tráng sĩ cứu nạn thì bần tăng đã mất mạng rồi. Mời trưởng lão sợi tạm cốc nước này. Trưởng lão, đây là ranh giới nhà Đường. Trước mắt là núi Lưỡng Giới. Ngày mai tôi sẽ đưa trưởng lão đến đấy. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của nước Đại Đường đấy.
Ngày mai ta sẽ rời quê hương xứ sở. Đại thừa Phật Pháp Tam Tạng đang ở chỗ Phật Tổ Như Lai bên nước Tây Thiên, cách đây 18,000 dặm. Chuyến đi này đường xa xa xôi, ngự đệ uống chén rượu của vị đất của quê hương để không bao giờ quên xứ sở. Trưởng lão, xin mời trưởng lão lên đường. Trưởng lão, kia là núi Lưỡng Giới rồi, không phải là đất của Đại Đường nữa. Xin thứ lỗi, tôi không đi cùng được nữa à. Đa tạ tráng sĩ, bần tăng xin cáo từ. Mời. Tráng sĩ hãy về đi. Trưởng lão bảo trọng nhé. Sư phụ. 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 Sư phụ, sao mãi bây giờ sư phụ mới đến? Sư phụ, bà mau cứu con ra, con sẽ hộ tống sư phụ sang Tây Thiên thỉnh kinh. Sao người biết ta sang Tây Thiên thỉnh kinh chứ? Sư phụ, con chính là Tây Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, bị Phật Tổ giam ở đây 500 năm trước. Quan Âm Bồ Tát bảo con cải tà quy chính, sẽ có một vị hòa thượng sang Tây Trúc thỉnh kinh giải thoát và cho con đi theo hộ tống. Sư phụ, bảo cứu con ra ngoài đi. Bồ Tát đã nói thế thì tất nhiên ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng mà tìm đâu ra búa để bổ núi đá ra được đây? Khỏi cần, khỏi cần. Trên đỉnh núi có đạo bùa của Như Lai, sư phụ lên bóc ra là con thoát được ra ngay thôi mà. Đi đường này, đường này này. Sư phụ cẩn thận đi.
phụ cẩn thận. Sư phụ, mau mau tránh ra xa. Hãy tránh ra xa. Xa tí nữa, xa chút nữa. Sư phụ, lão tôn thoát ra đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Xin sư phụ nhận của lão tôn một lạy. Miễn lễ. Sư phụ. A Di Đà Phật. Sư phụ, con đã bị đè dưới chân núi 500 năm đấy. Ngươi tên là gì? Con họ Tôn, pháp danh là Tôn Ngộ Không mà. Ta thấy người rất giống loại đầu đà. Đầu đà. Cho nên ta đặt cho cái tên là Hành Giả nhé. Hành Giả. Dân dân, sư phụ cứ gọi con là Tôn Hành Giả. Thôi, sư phụ lên ngựa đi. Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không. Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không. Sư phụ nhìn kìa. Sư phụ, đằng kia kìa. Sư phụ, đi nhanh lên. Nhanh lên sư phụ. Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không. Sư phụ, con ở đây mà. Ngộ Không, con đi đâu vậy? Con lại phía trước xem đường xá thế nào thôi. Không thấy bóng dáng con đâu cả. Ta đành phải ở đây đợi con đó. Ngựa đi chậm quá, con thấy sốt cả ruột ấy mà. Ngộ Không. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không. Sư phụ, con ở trên này mà. Ngộ Không. Mời sư phụ, thơm lắm đấy. Ha ha ha.
Sư phụ, phía trước có cây cầu kìa, mau đi thôi. Sư phụ, để con dắt ngựa cho. Sư phụ, không sao chứ hả? Sư phụ, để lão Tôn cổng sư phụ đi qua chiếc cầu này. Để con cổng cho mà. Ngộ Không, còn con ngựa bên kia, để con sang đón ngựa cho. Ngộ Không, sư phụ, để con đi xem ở quanh đây có ai không, xin một ít cơm ăn nhé. Không ngờ đồ đệ của ta lại có thể cưỡi mây vượt gió. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Có hổ kìa. Bảo bối của ta đã 500 năm nay chưa dùng đến, hôm nay ngươi sẽ là kẻ thử đầu tiên. Ngộ Không, cây gậy sắt con đánh hổ lúc nãy đâu rồi? Gậy sắt à? Đó gọi là chiếc gậy như ý, muốn to nhỏ thế nào tùy ý à? Con vừa biến nó thành cây kim dắt ở mang tay đây này. Sư phụ, xem này. Ngộ Không, sao con hổ sợ ngươi đến vậy? Sư phụ, chẳng nói gì hổ, mà ngay đến con rồng còn sợ lão Tôn nữa là. Lão Tôn thần thông quảng đại, đến bảo điện linh tiêu của Ngọc Hoàng Đại Đế con cũng đã từng ngồi rồi, đánh con hổ đó có là gì đâu à. Ngộ Không, sư phụ, đừng có làm người ta sợ chứ. Có ai ở nhà không? Tôi ra ngay đây. Lão thí chủ, ngài là trưởng lão, chúng tôi là... Lão thí chủ xin đừng sợ, chúng tôi từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Sao cơ? Hòa thượng từ đâu đến? Chúng tôi từ Đông Thổ Đại Đường đến. Đây là đồ đệ của tôi. Ông lão, chúng tôi muốn đến đây ngủ nhờ thôi. Mau, mau mở cửa ra đi. Mời sư phụ, xin mời trưởng lão vào. Trưởng lão, xem ra ngài đúng là người nhà Đường. Còn vị này thì... Sao vậy, không giống hả? Không không, giống, giống chứ. Ông chẳng nhớ gì cả. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung. 500 năm trước ta phải nằm dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt từ mấy đến giờ. Hồi nhỏ ông lên núi đốn củi, tôi đã gặp ông rồi mà. À phải rồi, phải rồi. Xin mời trưởng lão. Sư phụ mời. Mời trưởng lão. Sư phụ ăn đi ạ. Mời trưởng lão. Ngộ không. Thưa cụ, năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi đã được 83 tuổi rồi. Cụ đã lên tuổi thượng thọ rồi đấy. Thượng chứ chẳng thọ gì, chỉ đáng làm cháu chắc của lão tôn mà thôi. Ngộ không. Quả đúng như vậy đấy ạ. Lúc còn bé xíu, tôi đã được nghe các cụ kể lại, hàng mấy trăm năm trước, trên trời có bắt giam trong núi một con thần hầu. Bây giờ ngài thoát ra được, thật là đáng mừng đấy. Lão Tôn, ta là lão Tôn mà. Ngộ không. Không ngờ sư phụ lại còn có cái tài này nữa. Trời sắp lạnh rồi. Ta thấy áo quần của con mỏng manh quá. Ta khâu cho con tấm áo da hổ này để chống rét đi mà. Khâu cho con hả? Ôi đẹp quá. Sư phụ. Không sao. Sư phụ, tấm áo da hổ này đẹp quá. Còn phải ăn mặc như thế mới ra hành giả chứ. Sư phụ, để con ra ngoài xem sao nhé. Ông ơi, ông ơi. Ôi cháu tôi. Ngộ không. Ngộ không. Ngộ
Sư phụ, con bạch mã chắc bị con bạch long ăn thịt mất rồi. Nó trốn dưới nước, không chịu ngoi lên. Không có ngựa thì... Vậy thì ngày mai ta làm sao lên đường được? Sao con nói là tài của con làm cho Long Hàng hổ phục mà không đuổi bắt nó trả ngựa lại chứ? Sư phụ, để lão Tùng quý một trận sống mái với nó nha. Hãy mau trả con bạch mã lại cho ta ngay. Đạo tặc ở đâu ra? Hãy xem kiếm của ta đi. Con khỉ này lợi hại thật. Ơi, cướp, cướp kìa. Xin đại vương tha mạng. Ông ơi, ông ơi, người cút đi. Đại ca, chính con khỉ này vừa giết quân đệ của chúng ta đấy. Mấy tên cướp ngu xuẩn các ngươi, cướp được bao nhiêu vàng bạc châu báu tính cả ta vào nha. Chúng ta chia đều vào. Tên hòa thượng lòng lá kìa, dám động trả vào ông à? Xông lên cho ta. Đầu nó cứng quá. Tên hòa thượng này. Chúng mày đã mệt chưa? Đến lượt lão Tôn nha. Ngộ không, A Di Đà Phật.
Đừng có chạy chứ, đừng có chạy, Ngộ Không. Xin tha bạn, xin tha bạn. Ngộ Không, tha chết cho hắn đi. Tha chết à, được à. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Người đúng là tên ác ôn. Hắn đã xin tha mạng rồi, sao ngươi không tha cho hắn hả? Sư phụ, con chỉ giả tay một tí thôi, mà nó lăn ra chết đấy chứ. A-di-đà Phật. Ngộ Không, Ngộ Không, người tu hành thì phải từ bi. Sao ngươi lại ra tay đánh chết người? Ngươi không phân biệt phải trái trắng đen, đánh chết hết chúng như vậy đấy hả? Sao chứ ạ? Con không phân biệt phải trái trắng đen à? Không diệt trừ kẻ xấu, ác sẽ để lại mầm họa vậy sao? Ngộ Không, người xuất gia thà chết chứ không hành hung. Người giết 6 người một lúc thì làm sao mà tu hành được? Chẳng giấu với sư phụ, 500 năm trước con là đại vương ở Hoa Quả Sơn, không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Chỉ có ai dám trách mắng con như sư phụ cả. Nhưng đây ngươi đã vào Phật môn, không được giết người nữa. Người không chịu hối cải thì làm sao mà sang Tây Thiên được? Còn việc gian trừ ác mà bị quản trách, không được đi Tây Thiên thì con cũng chẳng đi nữa. Lão tôn xin cáo từ vậy. Ngộ Không, trưởng lão. Trưởng lão, biết làm thế nào đây? Xin mời đại thánh. Nghe nói đại thánh thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, tháp tùng đường tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh, sao hôm nay lại trông chơi ở đây thế? Thật tức chết đi được mà. Trên đường đi gặp cướp, lão tùng mới ra tay, mấy tên chằn lăn đùng ra chết, lại bị quở trách, bực cả mình đấy chứ. Trên đường về Hoa Quả Sơn, ta đi qua đây nên ghé vào xin chán rượu uống thôi. Trưởng lão, trưởng lão, lão thí chủ, bên ngoài trời lạnh lắm, xin thí chủ hãy dừng bước. Trưởng lão, một thân một mình, không người không ngựa, giữa nơi thâm sơn cùng cốc này, trưởng lão phải cẩn trọng. Xin lão cứ yên lòng. Trưởng lão cẩn thận ạ. Cậu bé về đi. Trưởng lão, nếu quá khó khăn trên đường,
xin hãy trở về với ông cháu tôi nhé. Xin đa tạ cụ. Lão Long Dương, cũng uống đi chứ. Lão Long Dương, lại đây, lại đây. Bức tranh này có nghĩa gì vậy? Sao người kia lại bưng chiếc giày thế kia? Đây là tích ba lần dân giày ở cầu dĩ. Tiên ông Hoàng Thành Công ngồi trên cầu dĩ, cố tình đánh rơi giày ba lần. Trương Lương đều nhặt lên cung kính dâng lại. Tiên ông xúc động tặng Trương Lương một cuốn binh thư. Sau này Trương Lương trở thành tướng tài của nhà Hán, đánh trăm trận trăm thắng, làm nên nghiệp lớn. Đại Thánh định đi đâu vậy? Về Hoa Quả Sơn làm Mỹ Hầu Dương đây. Đại Thánh đã gặp được ân sư thì không nên bỏ rơi ân sư giữa đường như vậy. Ta biết rồi mà. Đại Thánh, miếng ngọc bội này Đại Thánh lấy ở đâu ra vậy? Đó là của Lão Tôn mà. Ta không sợ Đại Thánh chê cười. Ngọc bội này chỉ có Long Cung của ta thôi. Hóa ra Long Dương có quan hệ với con yêu tinh đó à? Sao Đại Thánh lại nói như vậy? Con yêu tinh đó đã ăn thịt con bạch mã của sư phụ ta. Trời ơi, Bạch Long là cháu của ta đi. Hắn mà là cháu của ngươi à? Đại Thánh, xin mời. Đại Thánh, đó là con trai của tam đệ của ta. Đây chính là món quà ta tặng nó nhân ngày nó thành thân. Không ngờ trong đêm động phòng hoa chúc của nó thì lại xảy ra tai họa. Thái tử, ngày nào ta cũng đợi nàng, sao nàng không đến? Chàng dội gì chứ? Sao nàng không nể tình cũ mà lại giới cao làm gì? Đây là kế của thiếp để chúng ta được làm vợ chồng dài lâu, chẳng phải là vì đôi ta sau này. Đồ tiện nhân, hãy nhìn kiếm của ta đi. Thank you.
Trong lúc tức giận, cháu tôi đốt phá nhà cửa, làm dở viên dạ Minh Châu mà Ngọc Hoàng ban tặng cho nó, và nó phải chịu tội với thiên đình. Cháu người chịu khổ thì cũng không nên ăn thịt con bạch mã của sư phụ ta chứ. Được, ta sẽ gặp nó sau vậy. Cảm ơn thí chủ. Trưởng lão từ đâu đến và định đi đâu vậy? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh. Đường đến Phật Tổ xa xôi, những một dạng 8.000 dặm, mà trưởng lão chỉ đi một mình thôi sao? Dạ thưa, vốn cũng có một đồ đệ. Sáng nay bần tăng có nói vài câu, nó bỏ bần tăng đi mất rồi. Thì ra là thế. Nhà tôi ở phía đông, chắc hẳn đến nhà tôi rồi. Trưởng lão, hãy xem này. Đây là chiếc mũ dành cho đồ đệ của trưởng lão đấy. Nhưng mà đồ đệ của bần tăng. Trưởng lão cứ nhận lấy. Con xin lạy Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta còn một câu thần chú, ta sẽ truyền cho con. Xin đội ơn Bồ Tát. Con hãy ghi nhớ trong lòng. Từ nay nếu nó không nghe lời thì con hãy nhẩm đọc câu thần chú đó, nó sẽ không dám quậy phá nữa.
Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Ngộ Không! Sư phụ! Ngộ Không! Sư phụ! Ngộ Không! Con đi đâu vậy? Sư phụ! Con vừa ghé qua chỗ Long Dương làm miếng rượu thôi mà. Con chỉ biết đi uống rượu, còn ta phải ở đây nhịn đói này. Vậy để con đi tìm cái gì ăn tạm nhé. Thôi thôi. Sao vậy? Trong hành lý của ta vẫn còn một ít lương khô đấy. Sư phụ đợi một chút nha. Sư phụ ăn đi ạ. Sư phụ, cái mũ ở đâu mà đẹp thế? Cho con nhé. Ừ, được đấy. Ngộ Không! Ta đúng là không có phúc, không được đổi chiếc mũ này rồi. Ngộ Không! Ngộ Không! Sư phụ! Hóa ra sư phụ đã hại con. Ngộ Không! Từ đây con có chịu nghe lời ta không? Con xin nghe. Con xin nghe. Xin bái chào Quan Âm Bồ Tát. Xin đà tạ Bồ Tát đã cứu giúp cháu tôi. Còn phải nhớ lời dạy bảo của Quan Âm Bồ Tát, bảo vệ đường tăng. Phụ vương an tâm, con đang gặp họa lớn, tưởng rằng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Hôm nay nhờ Bồ Tát chỉ bảo, đưa phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Con sẽ phò tá Đường Tăng, dù có chết cũng không đầy hà. Cháu của ta, sư phụ xin đừng niệm chú, đừng niệm chú nữa. Sư phụ, từ nay con sẽ không dám thế nữa đâu à. Ngộ Không, sao con dám đánh cả sư phụ nữa? Sư phụ, từ nay con không dám nữa, không dám nữa. Thôi được rồi, con đứng dậy đi. Đứng dậy đi nào. Sư phụ, thần chú này ai bày cho sư phụ vậy? Quan Âm Bồ Tát dạy cho ta đấy.
Quan Âm Bồ Tát à, còn phải đi tìm bà ta ngay. Ngộ Không, Ngộ Không. Bồ Tát, sao lại hại ta? Ta có lòng tốt bảo Đường Tăng cứu ngươi ra khỏi núi đá, ngươi không cảm ơn ta, lại còn trách ta nữa à? Nhưng tại sao Bồ Tát lại đưa dòng kim cô và câu niệm chú cho Đường Tăng, khiến đầu ta đau như muốn nổ tung ra? Thế chẳng phải là hại ta hay sao chứ? Xin Bồ Tát hãy tháo dòng kim cô cho con đi. Con xin lạy Bồ Tát, con xin lạy Bồ Tát. Vì ngươi không thành tâm tu luyện, giữa đường vứt bỏ Đường Tăng, cho nên ta phải chụp dòng kim cô để quản thúc ngươi đấy. Bồ Tát, phò tá ông này không cưỡi mây cưỡi gió được, biết bao giờ mới đến được Tây Trúc lấy kinh. Con không đi nữa đâu. Ngộ Không, không được nói bậy đấy. Bây giờ ngươi đã được thoát nạn, không được lười biếng. Trước hết phải dốc lòng phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, xong việc ngươi sẽ được thành chính quả. Trên đường đi nếu gặp nạn, ta sẽ cứu giúp. Lại đây, ta sẽ ban cho ngươi một phép nữa. Đó là ba chiếc lồng cứu mạng, có thể tùy cơ ứng biến khi người gặp nạn. Sư phụ, con đã về rồi đây. Bồ Tát, chân sư phụ ta yếu lắm, mà bạch mã lại bị bạch long ăn thịt mất rồi. Việc đó có gì là khó đâu. Xin bái kiến Quan Âm Bồ Tát, Bạch Long. Hãy mau ra bái kiến sư phụ đi. Dân đồ đệ xin bái kiến sư phụ, biển lễ. Con bạch mã này thật là tuyệt quá.